Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 15 tháng 7 năm 2024. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có ngập nhà những dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm, từ những dòng hàng kg và rất là nhiều những dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm với cái giá vô cùng là rẻ để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin qua số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo ạ. Và cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến của chính trị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là hiện tại thì em đang có những cây lan phi điệp vàng. Có một lô duy nhất thôi, một lô phi điệp vàng thôi ạ. Hàng rất là nhiều thân hoa luôn. Có những thân hoa thời điểm hiện tại đang bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ rồi cô chú anh chị này. Đang bắt đầu sưng nụ ra đây rồi. Nhìn rất là rõ nụ như thế này rồi cô chú anh chị nhá. Đó, với phần lan như thế này, một phần lan mà rất là nhiều những cái thân hoa luôn cô chú anh chị ạ. Thân mập nú. Một lô đẹp như thế này để cô chú anh chị có một cái giò lan đẹp để thưởng thức hoa trong cái thời gian ngắn tới này. Mùa ghép rất là đẹp của phi điệp vàng. Xin phép em được bán cả lô phi điệp vàng này với giá là 120.000 cho cái lô này cô chú anh chị nhá. Nó có hơn 1 kg luôn đấy ạ, 120.000 ạ. Và tiếp sang bên đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là một cái lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Thực sự là cũng khá là lâu rồi thì không có một cái lô đùi gà tròn đẹp như thế này. Hôm nay toàn hàng dề thôi, khóm dề và cắt tỉa rất là sạch sẽ luôn. Đùi gà tròn vùng Cao Bằng, cô chú anh chị nào đã từng chơi lan đùi gà tròn, đã từng được ngắm những cái bông hoa đùi gà tròn của vùng Cao Bằng thì cô chú anh chị biết rồi. Cái cây phải nói rằng là ít có vùng miền nào mà có mặt bông đẹp như là gà tròn vùng Cao Bằng, chỉ gần một thân thôi đã cũng rất là rực rỡ rồi cô chú anh chị ạ. 1 kg mà giá hôm nay thì phải nói siêu rẻ luôn nhé. Bình thường giá từ 180 cho đến 200 ạ. Hôm nay thì giá của 1 kg đùi gà tròn của vùng Cao Bằng em đang để giá có 150.000 trong 1 kg thôi. Cô chú anh chị sưu tầm, tranh thủ sưu tầm những mặt bông tuyệt vời của gà tròn vùng Cao Bằng nhé. Mà hàng hôm nay toàn những khóm dề rất là đẹp, giá thì 150 cho 1 kg quá là rẻ, mà cắt tỉa sạch sẽ rất là đẹp luôn. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn ngay cho em theo những cái khóm dề ở đây ạ, cũng được này cô chú anh chị. Ở đây em xin phép được giới thiệu từng hình, từng dề một đến cô chú anh chị luôn để cô chú anh chị mình dễ lựa chọn này. Hoặc là mua hàng cân cũng được. Đấy, 150 1 kg thôi. Thì ở đây em đã có hình này gọi là hình 24 này. Hình 24 này xin phép được bán với giá là dề này, một cái dề rất là đẹp như thế này. Quá là đẹp luôn ạ. Xin phép được bán dề này với giá chỉ 100.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 100.000 thôi cho hình 24. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 23, em đi ngược một chút xíu ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Hình số 23 cũng là một cái dề rất là xinh như này. Dề này em xin phép được bán với giá là cái dề này thì nó xem nhỉ. Dề này là 110.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cái hình số 24 em xin được báo lại là 120.000, em báo tính sai nhá. Và 110.000 nhá. Và hình số 23 này. Hình số 23 này em xin phép được bán, cô chú anh chị thấy là mầm rất là đẹp luôn. Dề này em bán 100.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 22 này. Hình 22 là một cái dề phải nói là thân mập rất là đẹp luôn ạ. Rất là nhiều mầm gốc tuyệt vời như vậy nữa. Và cái dề này xin phép em được bán với giá sẽ là 140.000. Và sang hình tiếp theo là một cái phải nói là một cái siêu phẩm tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Đấy, mầm gốc mầm tơ lên chi chít rất là đẹp như thế này. Rất là nhiều thân hoa trong mùa tới luôn nhé cô chú anh chị nhé. Dề này xin phép em được bán với giá sẽ là 180.000 đấy ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Thì chỗ này là có hai dề, cô chú anh chị có thể về làm hai giò luôn nhé. Đây, hai dề này xin phép bán 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19. Số 19 này với giá sẽ là 110.000 này. Và hình số 18 ạ, với giá là 100.000. Và hình số 17 này. Hình số 17 với giá sẽ là 110.000 nhé. Một cái dề cũng rất là lớn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình số 16 này em bán với giá là sẽ là 120.000 cho cái dề này này cô chú anh chị, rất là rẻ luôn. Và sau này đây sẽ là cái dòng lan kiếm đỏ Bắc Đô. Hàng không có nhiều cô chú anh chị ạ, lượng hàng hôm nay thì rất là ít thôi nhá cô chú anh chị nhá. Một cái dòng lan kiếm mà cô chú anh chị mình vừa có thể thưởng thức hoa rất là tuyệt vời, mà lại trồng có thể tạo không gian ngắm xanh, ngắm cái lá quanh năm luôn ạ.
một cái dòng lan với sắc hoa đỏ ngọt ngào quyến rũ với giá chỉ 80.000 một kg thôi cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em nhé, mặt bông kiếm đỏ bắc đô ạ, hoa rất là rực rỡ đẹp như thế này mà ngắm lá quanh năm luôn, đến mùa hạ rất là tuyệt vời và hoa cực kỳ là thơm, đó là dòng lan kiếm đỏ bắc đô. Còn sang bên này đây sẽ là cái dòng lan, bên này đây là cái dòng lan địa lan mạc xuân hay còn gọi là mạc quân tử, một cái dòng lan cô chú anh chị chơi lan em nghĩ rằng là chắc chắn là đều muốn sở hữu, đều có những cái cây lan này trong sân vườn đúng không ạ, với cái dòng hoa thơm, với những cái bông hoa đẹp một cách thanh khiết tuyệt vời, nở hoa đúng vào thời điểm Tết luôn ạ. Cây xanh lá với những cái bản lá to đẹp như thế này cô chú anh chị ngắm lá cũng đủ đẹp rồi. Và cái hàng này thì em đang bán với giá chỉ có 90.000 một kg thôi, hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em, với những cái số tiền rất là nhỏ cô chú anh chị có thể sở hữu ngay. Những cái hình mạc xuân rất là đẹp này. Ở đây em có đang có hình này gọi là hình số 60 này. 60 là một cái phần rất là đẹp như vậy, em đang bán 45.000 thôi. Hình số 59 40.000 này, hình số 58 với giá 50.000 ạ. Và hình số 57 với giá chỉ 40.000 và hình số 56 với giá 40.000. Cái dòng mạc xuân này cô chú anh chị rất là dễ sống dễ chăm luôn, có thể cô chú anh chị mình có thể trồng ở những khoảnh sân, bất cứ một cái khoảnh sân nào trước cửa nhà hoặc là trồng vào chậu đều được. Và một phần kiếm đỏ này 40.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đấy. Và sau này đây sẽ là những cái phần kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng ạ. Chắc chắn rằng những cái bông kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng không làm cô chú anh chị mình thất vọng. Thân ngắn nên là khi mà cô chú anh chị sở hữu những cái giò kiều này này, cô chú anh chị trồng vào chậu ấy sẽ được một trồng vào chậu hay là ghép giò thì cô chú anh chị sẽ được những cái giò rất là dày thân. Do đó khi mà đến mùa hoa thì phải nói là nó nở rất là rực rỡ, thân ngắn nhỏ nhưng mà lại không hề giận mà lại rất là sai hoa luôn, đó là điểm rất là tuyệt vời của dòng kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng cô chú anh chị ạ. Cái hình này em gọi là cái hình số 9 nhá cô chú anh chị nhá, hình số 9. Với giá em xin phép bán là 100.000 cho 110.000 cho cái lô này này. Một cái lô rất là nhiều kiều mỡ như thế này, bình thường giá trên thị trường hiện tại đang trên 250 một cân kg đúng không ạ? Đấy, cả một cái lô xanh mướt như này với giá chỉ 110.000 thôi ạ. Và sang hình số 10 này. Hình số 10 này em xin phép được bán với giá là 100.000 cho lô kiều mỡ này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Hình số 11 nói chung là cái cây kiều mỡ này thì ghép phải nói rất là dôi. Cái hình số 11 này xin phép được bán với giá là 110.000 đây. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Với giá em bán là cả một lô một ôm như thế này, với giá là 100.000 nhá. Và hình số 13 với giá em bán là cũng là 110.000 này. Và hình số 14 cũng với giá ở đây sẽ là chỉ có giá là 80.000 thôi. Đấy, một lô như này. Ôi trời ơi, một cái dày gà rất là lớn ở đây em quên mất này cô chú anh chị. Một cái dày gà rất là to cô chú anh chị ạ. Đây, nguyên dề trung gốc đẹp như thế này. Vài chục cái thân hoa luôn cô chú anh chị nhá, ngắn vừa phải. Giò này khi mà nở hoa chắc chắn là sẽ đều tăm tắp luôn ạ. Cái dề này xin phép em được bán với giá là 180.000 cho dề này nhá. Gọi là hình số 15 ạ. Và bên này thì hôm nay em có một cái lô dáng hương đuôi cáo duy nhất thôi. Một cái lô dáng hương đuôi cáo duy nhất, hình này em gọi là cái hình 33. Tổng tất cả 13 cây, có đủ cây lớn cây nhỏ, rất là khỏe cây như này. Thì cả cái lô dáng hương đuôi cáo này 13 cây nhá, 11 cây nhá cô chú anh chị nhá. Xin phép em được bán với giá chỉ 120.000 thôi ạ, một lô duy nhất thôi ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái lô hoàng thảo nghệ tâm. Một cái lô hoàng thảo nghệ tâm này em đang để giá là 35.000 thôi. Và sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan chồn trắng ạ. Hàng này thì hiện tại tìm không có hàng luôn cô chú anh chị ạ. Em có duy nhất hai cây chồn trắng rất là đẹp như thế này cô chú anh chị. Đây, có hai cây chồn trắng rất là đẹp này. Cây này em gọi là cây số 1 nhá. Hàng này là hàng chuẩn. Cô chú anh chị thấy là cái thân của nó không khác gì chồn rừng ạ. Là cái hàng mà hoa nó chuẩn như là cái nó là cái hàng cấy mô từ cái cây chồn trắng đột biến của rừng ấy ạ. Thay vì cô chú anh chị mua những cái cây chồn trắng giá rất là đắt đỏ, cô chú anh chị có thể mua những cái cây chồn trắng ở đây cho em. Có hai cây duy nhất thôi nhá. Cây này quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Xin phép em bán cây này với giá là 150.000 170.000 cây số 1 nhá. Và cây số 2 cũng rất là nhiều cặp lá cô chú anh chị ạ. Cây này em xin phép được bán với giá 140.000 cho cây này. Đấy, 140.000 và cây này sẽ là 170.000, hai cây chồn trắng duy nhất thôi. Và hàng bảo hành chuẩn mặt bông như thế này rất là tuyệt vời như vậy cho cô chú anh chị mình. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan hoàng nhạn thực sự rất là VIP luôn. Cây hoàng nhạn Amba cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan hoàng nhạn là hoa vàng lưỡi trắng và rơi từ ít nhất là 7 cặp lá trở lên ạ. Em sẽ lựa chọn cho cô chú anh chị những cây lan từ 7 cặp lá trở lên nhé. 2, 4, 6, 7 cặp lá. Đó, cây sẽ rơi từ 7 cặp lá trở lên cho cô chú anh chị mình. Dòng nhạn Amba hay còn gọi là dòng lan hoàng nhạn va, hoa cực kỳ là đẹp và thơm vô cùng luôn ạ. Cây nhạn Amba lên giò khi mà nở hoa thì quá là mê mẩn với cái hương thơm của nó nhé.
một cái cây nhạn rất là đáng sưu tầm như vậy. Em đang để giá là 140.000 cho một cây đủ trưởng thành để có thể cho những bông hoa tuyệt vời nhất rồi cô chú anh chị ạ. Cây từ rơi từ 7 cặp lá rồi là rất là lớn rồi đây cô chú anh chị. Đó, với giá xin nhắc lại là 140.000 cho một cái cây nhà lan nhạn An Ba như vậy nhá. Và sang bên này thì em vẫn có những cái cây lan bên này, đây sẽ là cái cây hỏa hoàng trắng ạ. Cây hỏa hoàng trắng, cô chú anh chị nhìn cho em ngắm hoa thôi cũng cảm thấy cái sự xinh đẹp tuyệt vời của nó rồi. Cánh hoa trắng nuột nà và cái lưỡi họng cam với dòng lan hoa đột biến rất là đẹp như này. Đó, bình thường em đang để giá 150.000 một chậu, hôm nay em sẽ để giá nhá. Cái chậu này 120 này. 120 cây này bị gãy mất một cái lá đấy, em đặt luôn. 120 này, cô chú anh chị. Cây bên này với giá là 101 này. Và bên này Samurai, một cây Samurai duy nhất, với giá em bán xả hàng luôn 100.000, bình thường em bán 150.000 ạ. 100.000 một cây cây Samurai này nhá. Hoàng thảo kèn ạ. Chắc chắn rằng là những cây kèn này khi mà đến mùa hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn. Nhưng bằng hoàng thảo kèn đã thuần sẵn rồi và cây sẽ rơi ít nhất từ 5 thân, từ 6 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Từ 6 thân trở lên, hàng thuần rất là ổn định. Đây cô chú anh chị nhìn thấy là bán giá thể rất là chắc chắn đẹp như này, 150.000 cho một cái giò lan hoàng thảo kèn như thế này ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cô chú anh chị có thể thấy là hàng cây lá biên rất là vàng, sắc vàng rất là đẹp như vậy. Một cái cây hồ điệp lá biên rơi từ ít nhất là 3 cặp lá trở lên là cô chú anh chị này. Và hiện tại thì đang có hai vòi nụ nhá. Cái dòng hoa hồ điệp thì cô chú anh chị biết rồi, cái độ bền của nó phải rơi vào tầm trên 2 tháng ạ. Và một cái cây lan hồ điệp lá biên đẹp như thế này đó, rơi từ ít nhất là 3 cặp lá trở lên cho cô chú anh chị mình. Đây, em sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái cây lan đẹp ưng ý để gửi đến cô chú anh chị. Chỉ cần một chậu thôi cô chú anh chị trưng trong phòng khách hay bàn làm việc cũng rất là tuyệt vời rồi ạ. Chơi hoa trong vòng hơn 2 tháng với giá tiền chỉ có 45.000 trong cây thôi. Và sang bên này đây thì cũng là một cái cây lan mà không kém phần xinh đẹp, cũng là một dòng lá biên, không kém phần xinh đẹp. Hàng trồng thuần sẵn trong chậu rất là ổn định như này. Đó là cây lan phượng hoàng lá biên nhé cô chú anh chị nhé. Mỗi chậu lan phượng hoàng lá biên trồng ổn định trong cái chậu với cái giá thể bằng vỏ thông rất là đẹp như thế này rồi. Đó, một cái chậu lan như thế này trong không gian vườn của cô chú anh chị cũng sẽ trở nên làm cho khu vườn trở nên sinh động hơn, rất là xinh đẹp hơn đúng không ạ? Và hoa của nó là màu xanh cốm rất là thơm nhé cô chú anh chị nhé. Thì một cây lan phượng hoàng lá biên đẹp như thế này cô chú anh chị về ngắm thân lá rất là xinh mà đến hoa cũng là rất là tuyệt vời. Giá cũng chỉ có 45.000 cho một cây lan phượng hoàng lá biên này thôi cô chú anh chị ạ, rất là đáng sưu tầm thôi. Đấy, giá thì bằng đúng một bát phở thôi. Đó, mà thậm chí có cái bát phở còn không đủ tiền cho một cái bát phở ấy chứ ạ. 45.000 cho một chậu cái cây phượng hoàng lá biên này thôi cô chú anh chị nhá. Đấy, cây rất là đẹp luôn, khỏe đẹp. Và bên này đây thì em đang có những cái cây lan Kodak Koki. Một cái dòng lan lai tạo giống giữa cây hoàng nhạn và cái cây lan cửu bảo tiên để tạo ra một cái mặt bông phải nói là vô cùng là xuất sắc ạ. Những cây lan Kodak Koki này khi mà nhà vườn người đã thuần rồi thì giá siêu đắt đỏ đúng không ạ? Cô chú anh chị mình có thể cùng em sở hữu những cái chậu lan Kodak Koki này. Trước đây thì em đang để giá là 140.000, hôm nay cô chú anh chị nhìn cho em những cây lan đẹp như thế này với bản lá rơi từ 3 cm trở lên, chiều cao khoảng tầm 20 cm ạ. Thì em xin phép được bán có 130.000 cho một cây thôi cô chú anh chị nhé. 130.000 thôi cho một cây lan Kodak Koki đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Đủ trưởng thành để có thể cho hoa rồi. Tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm. Cô chú anh chị mình cùng em ngắm cái lô cái loại lan địa loan quân tử ạ. Cái dòng lan quân tử, một cây lan cô chú anh chị trồng trong nhà vừa tạo không gian xanh mà lại thanh thạo lọc không khí tuyệt vời. Cây đủ lớn đủ trưởng thành để đến mùa hoa có thể cho cô chú anh chị mình vừa ngắm hoa vừa ngắm thân lá đẹp rồi. Và giá chỉ có 70.000 cho một chậu thôi cái cô chú anh chị nhá. Cây lớn và đẹp như vậy. Nói chung là khi mà cô chú anh chị đặt thì em sẽ chọn những cây lan gọi là đẹp nhất trong lô để gửi đến cô chú anh chị, nên là cô chú anh chị yên tâm cho em. Đây, cả một cái lô hàng lá nhăn, bản lá to và nhiều cặp lá đẹp như thế này chỉ có 70.000 thôi. Và riêng cây địa lan quân tử này thì nó được coi như là một cái cây lan thanh lọc không khí tuyệt vời luôn. Nó trồng trong nhà có thể loại bỏ ngay cả những chất khí độc hại trong không khí và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại TV. Nên là khi mà cô chú anh chị sở hữu một cái chậu địa lan quân tử như vậy thì chắc chắn rằng sẽ đem đến một cái môi trường thực sự tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình luôn đấy ạ. Và bên này đây cũng là dòng lan kiều. Đây là những chậu địa kiều tím yên tử nhá, một trong những dòng kiều phải nói là đẹp và giá trị nhất trong tất cả những cái cây kiều. Cho cô chú anh chị nào có thể thỏa mãn đam mê của mình với những cây lan kiều tím yên tử. Đây là cái mặt bông đã sổ tại vườn, một cái mặt bông rất là xinh đẹp như thế này cô chú anh chị. Với chậu kiều tím yên tử này với giá là 140.000 cho một giò. Và bên này đây cũng là những cái chậu lan kiều ạ. Thì ở đây em đang có những chậu lan kiều vuông lộc bắc nhé.
thân nào thân đấy mập nú luôn. Những cái chậu kiều vuông lộc bắc rất là khỏe và đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Cây mẹ cây con khỏe đẹp như vậy. Hứa hẹn cho cô chú anh chị một mùa hoa Tết, một mùa hoa xuân tuyệt vời từ những giò kiều lộc bắc này. Em đang để giá có 140.000 thôi cho một cái giò kiều vuông lộc bắc. Hàng thì nhiều nên là em sẽ chọn cho cô chú anh chị những cái chậu lan đẹp ưng ý để gửi đến cô chú anh chị. Đây, những chậu nào mà đẹp nhất thì em sẽ gửi đến cô chú anh chị nhé. Sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu chậu lan 5 cánh trắng họng hồng ạ. Những chậu lan 5 cánh trắng họng hồng đây cô chú anh chị. Chậu phải rơi từ ít nhất là chục thân trong một giò luôn ạ. Rơi ít nhất trong chục thân trong một giò nhé. Và hàng này là cái cây là hoa nở vào thời điểm Tết, mỗi một năm Tết đến xuân về. Với một cái giò lan đẹp xuất sắc thơm nức mũi như vậy trong vườn thì ngay cả những anh chị chơi lan đã rất là lâu năm rồi vẫn là một cái lựa chọn để người ta thưởng thức vào những ngày Tết đến với một cái cây lan đẹp như vậy. Một cái chậu lan như vậy rơi khoảng tầm cả chục thân trong một giò, 5 cánh trắng họng hồng, giá chỉ rơi có 140.000 thôi cho một giò ạ. Và giả hạc hao oai, cô chú anh chị này, bên này đây sẽ là giả hao oai ạ. Đây nhá, thân dài rất là đẹp luôn và cực kỳ là sung xuê như vậy đấy ạ. Trước đây hao oai người ta bán theo thân cơ cô chú anh chị, bông hoa to và rất là thơm. Giả hao oai cũng là dòng hoa nở vào thời điểm Tết. Một chậu giả hạc hao oai chắc phải rơi từ 8 cho đến 10 thân trở lên như này. Thì giá em đang để là 120.000 cho một giò giả Hawaii nhé. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu lan trầm trắng ạ. Trầm trắng cho cô chú anh chị nào đang yêu thích và muốn sở hữu những cái loại lan với cái bông hoa trắng thuần khiết và cái hương thơm vô cùng là tuyệt vời của nó. Đã là trầm thì rất là thơm mà lại đặc biệt là cái dòng trầm trắng nữa thì cái hương thơm của nó ngắm hoa và thưởng thức hương trầm trắng thì phải nói là mê luôn ạ. Thì em đang để giá một cái chậu trầm trắng này có giá là 110.000 thôi cho một giò. Và chậu thì rơi vào ít nhất 5 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Ít nhất 5 thân trở lên. Đấy, với giá chỉ 110.000 thôi. Sang bên này đây sẽ là trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi. Không phải tự dưng mà những cái chậu lan trầm than củi này người ta gọi tên nó là trầm cổ đâu ạ. Một cái cây lan mà cái vẻ đẹp của nó phải nói là vượt thời gian luôn cô chú anh chị ạ. Cây lan đã được giữ và nhân giống rất là lâu rồi. Cái thân càng về già thì càng chuyển sang màu sắn đỏ và đặc biệt là khi mà nó nở hoa với những cái bông hoa sắc hoa cánh sáp bóng và đỏ rất là đẹp luôn như thế này cô chú anh chị nhé. Và rất là thơm nữa, bông hoa cực kỳ là to, đáng thưởng thức sưu tầm cô chú anh chị ạ. Cái chậu lan trầm cổ như vậy cũng rơi từ ít nhất là 7-8 thân hoa trở lên nhé, 7-8 mầm tơ đẹp xuất sắc như vậy với giá cũng chỉ có 120.000 thôi cho một giò. Và sang bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ. Em nghĩ rằng là anh chị chơi lan lâu chắc chắn rằng đã từng mua những cái thân trầm rồng đỏ với giá vài 300.000 đúng không ạ? Thì ở đây cô chú anh chị mình có thể sở hữu cho em một cái chậu trầm rồng đỏ đẹp như thế này cũng với giá chỉ có 110.000 thôi cho một cái chậu lan trầm rồng đỏ nhé. Chắc chắn rằng là khi mà đến mùa hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng với cái số tiền là hơn 100.000 cô chú anh chị mình bỏ ra. Đây, những cái chậu trầm rồng đỏ rất là đẹp như vậy với giá chỉ 110.000 thôi. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Phải nói là những cái giò thiên cung lữ bố này phải nói là những siêu phẩm ạ. Mỗi cái giò mười mấy cho đến 20 thân luôn đấy cô chú anh chị, nhìn rất là khủng như thế này nhá. Một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố như thế này với giá chỉ 140 cho một giò. Và mặt hoa thì nó rất là đậm như thế này cô chú anh chị ạ. Mặt hoa cực kỳ là đậm đà luôn nhé, chứ không phải là nhạt màu như hạc vĩ rừng ạ. Ngắm là mê luôn, một cái mặt bông rất là sáng, rất là đẹp. Đây là cái giò hạc vĩ thiên cung em treo bờ rào nhà em bởi vì nó ít thân quá ạ. Cô chú anh chị có thể thấy là cái độ hoa nở của nó đẹp, đậm đà, đẹp mê như vậy nhá. Hạc vĩ thiên cung lưỡi bố đấy, mấy giò tác phẩm như thế này mà giá chỉ 140 thôi ạ. Đáng chơi, đáng sưu tầm đúng không ạ? Mà thân dài nhất ở đây hiện tại đã phải dài đến hơn 50 cm rồi. Và sang bên này đây sẽ là dòng giả hạc Pháp này cô chú anh chị này. Những cái bảng giả hạc Pháp cũng là dòng hoa chơi vào thời điểm Tết ạ. Đấy, những bảng giả hạc Pháp rất là đẹp như thế này nhá, cũng rơi hơn chục thân trong một giò giả hạc Pháp. Một bảng giả hạc Pháp như vậy với giá là 130.000 trong một giò giả hạc Pháp này thôi cô chú anh chị ạ. 130.000 trong một giò giả hạc Pháp nhá. Nói chung là những cái dòng lan thuần bây giờ thì nó quá là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái giò lan hoàng thảo vôi. Vôi thì lượng hàng về cũng khá là nhiều cô chú anh chị ạ. Đây là dòng vôi Bắc nhá. Vôi thì có dòng vôi Bắc và vôi Lào. Riêng dòng vôi Bắc thì hoa cô chú anh chị biết rồi, hoa tím đậm và hoa tím đậm. Mặt hoa của dòng vôi Bắc đây cô chú anh chị. Và cô chú anh chị chơi lan quen thì cô chú anh chị nhìn cái thân vôi Bắc với cả dòng thân vôi Lào thì cô chú anh chị biết luôn ạ. Giá của dòng vôi Bắc này thì cái thân của cái vôi Bắc ấy thì bao giờ nó cũng sẽ vàng óng như thế này này cô chú anh chị này. Thân sẽ vàng óng nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, nó khác với cả thân vôi Lào.
và thân rất là mập và vàng óng đấy. Thì cái dòng vôi thì về cái độ thơm của nó chỉ đứng sau sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Hoa thì rất là sai và cực kỳ là thơm luôn. Thì ở đây em đang có cái dòng vôi này, hình này gọi là cái hình số 26 nhé. Cô chú anh chị có thể chọn theo hình ở đây cho em này. Cái giò này xin phép được bán với giá là 140.000 ạ. Và hình số bên này sẽ là hình 27 này, với giá cũng 140.000. Và hình 28 với giá cũng là 140.000 ạ. Rất là đẹp. Và hình 29 nhé, cô chú anh chị nhìn cho em mập nú luôn như này, với giá em đang bán là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 30, 130.000. Và hình số 31 cũng với giá 130.000. Và một cái giò long tu xuân duy nhất thôi ạ. Long tu xuân là một cái dòng lan mà phải có thể nói là sai bông, gần như là sai bông nhất trong tất cả những dòng lan thân thẳng luôn. Giá của giò long tu xuân này với giá sẽ là 130.000 nhé. Em có một giò duy nhất này thôi ạ. Tiếp sang bên này đây thì cô chú anh chị mình của em lựa chọn rất là nhiều những cây lan hài trong buổi tối hôm nay. Cái dòng mỗi một cái loại lan nó mang một cái vẻ đẹp riêng cô chú anh chị ạ. Đây ạ, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm mặt bông hài hồng này. Hôm nay em có hài hồng nhé cô chú anh chị nhé. Rất là dễ sống, dễ chăm. Những cây lan hài mốc hồng cực kỳ là đẹp luôn. Và những cây vân bắc đang nụ nữa. Hàng đang thuần chậu rất là đẹp. Hài mốc hồng đây cô chú anh chị này. Mốc hồng ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Mà giá thì siêu rẻ bèo bọt này cô chú anh chị. Đây, một cái lô hài mốc hồng như thế này này. Một cái lô hài mốc hồng như vậy nó phải rơi từ ít nhất là 50 cây đến khoảng tầm 50 cây luôn đấy ạ. Với giá chỉ có 35.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Cho một lô như thế này. Và một cái lô hài ráp này cô chú anh chị. Một cái lô hài ráp rất nhiều như thế này với giá sẽ chỉ có giá là 40.000 cho lô hài ráp này. Và hài mốc hồng thì nhiều cô chú anh chị ngại, bởi vì là nhiều người nói rằng là cây lan hài mốc hồng này sẽ khó thuần đúng không ạ? Thì đây ạ, cô chú anh chị có thể nhìn cho em, các em có đã trồng thuần những cây lan hài mốc hồng này bằng khá là nhiều những cái giá thể khác nhau nhé. Đây là giá thể em trồng bằng vỏ thông có trộn với cả cái đá. Đá đây là đá gì? Đá thấm thủy cô chú anh chị, đá thấm thủy. Cây thì nhiều cặp lá xinh đẹp như thế này này. Đấy, chậu này thì em trồng hoàn toàn bằng rêu này. Khi và em hiện tại em đang cho phân rêu vào và cây cũng rất là mập và khỏe luôn này. Đấy, chậu này cũng trồng hoàn toàn bằng rêu. Trước đây thì rêu nó mọc cao, bây giờ nó bị tụt xuống như này này. Thì cô chú anh chị mình có thể chọn luôn cho em những cái chậu hài mốc hồng này. Chậu này trồng thuần rất là ổn định luôn rồi. Cái chậu này em xin phép được bán chậu này với giá sẽ là 60.000 này. Chậu số 1 này, mốc hồng số 1, chậu số 2 nhá. Chậu số 2 này, cô chú anh chị về có thể đẩy cái giá thể này lên để cho nó cao lên cũng được. Đẩy cái giá thể rêu bên dưới đây. Hiện tại em đang cho phân dê rồi. Cái rất là trồng rất là thuần rất là lâu rồi nhá. Chậu này em bán 60.000, chậu số 3 cũng với giá là 60.000 luôn. Cô chú anh chị thấy là trồng và cho phân vào cây rất là mập luôn như vậy cô chú anh chị nhá. Đấy, chậu này thì em có một cái chậu rất là đẹp luôn. Chậu này cũng hoàn toàn là trồng bằng cái giá thể là vỏ thông vụn ấy cô chú anh chị. Dạ, sang bên này đây sẽ là những cái lô lan hài Helen. Helen thì một cái lô như vậy là cô chú anh chị có thể trồng được ít nhất là 2 chậu nhé cô chú anh chị nhé. Helen là mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng phân bố hẹp nhưng mà lại rất là dễ sống dễ chăm. Cô chú anh chị mình yên tâm trồng cho em những cây lan hài Helen này. Thì một cái lô lan hài Helen này như vậy em đang bán 80.000 cho một lô và có 2 lô duy nhất ạ. Sang bên này đây thì em đang có những cây lan hài hồng như mặt bông em đã giới thiệu cô chú anh chị rồi đấy ạ. Hoa của hài hồng rất là đẹp luôn. Đây, mặt bông của cây lan hài hồng đây này. Gần như là mỗi một cây sẽ cho một cái bông hoa luôn, rất là đẹp ạ. Đẹp. Hoa hài hồng nhá, chuẩn như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì những chậu lan hài hồng ở đây em đã trồng thuần sẵn rồi. Chậu này thì có đến 3 cây luôn nhá. Hai cây cô chú anh chị ạ, trong đó một cây mẹ con. Chậu này em bán với giá là 90.000 và gọi là chậu số 6. Chậu số 5 với giá em bán là 110.000, chậu này là 3 cây. Bình thường người ta bán lẻ cây hài hồng cũng rơi vào 45.000 một cây đấy ạ. Và bên này là một cái chậu lan hài Henry. Henry đây cô chú anh chị, chuẩn bị đến mùa hoa của hài Henry rồi, 70.000 cho chậu Henry này. Chậu hài táo này. Chậu hài táo này em bán với giá là 70.000 nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài Vân Bắc ạ. Vân Bắc thì em có một chậu lan đã thuần sẵn rồi này. Cũng có những chậu em đang chậu thuần sẵn rồi và có cả những cây lan rời cô chú anh chị mình có thể sưu tầm nhé. Vân Bắc cái giá hiện tại bên Trung Quốc người ta đã trồng và bán sang Việt Nam mình ấy, một chậu người ta chỉ trồng một cây thôi và giá sỉ hiện tại đang bán đến 170.000 cho một chậu một cây rồi cô chú anh chị ạ. Đó, không hề rẻ một chút xíu nào luôn. Mà em thì em không dám nhập, mà em thì em tự trồng lấy thôi cô chú anh chị này. Tự trồng lấy nó rẻ hơn cô chú anh chị ạ. Thì ở đây em đang có một cái chậu Vân Bắc và hiện tại đang có một cây mèo nụ như này nhá cô chú anh chị nhá. Chậu này là 4 cây.
Đấy, 4 cây. Và em trồng rất là lâu rồi. Tuy nhiên thì cái dạng cây Vân Bắc này em không hiểu làm sao cái rễ của nó bám, nó vẫn cứ, nó không bám sâu bên dưới mà nó cứ lung lay, nên là khi mà vận chuyển đến cô chú anh chị có thể là bị, nó sẽ bị bung nhá cô chú anh chị nhá. Nhưng mà cô chú anh chị cứ chặn lại và cây phát triển bình thường thôi. Đấy, cô chú anh chị thấy. Và cái chậu Lan Hài Vân Bắc này em xin phép được bán với giá sẽ là 220.000 cho chậu này. Cô chú anh chị mình có thể mua cho em những cái hình Hài Vân Bắc ở đây, một cái cây Lan Hài Vân Bắc. Đây. Cái lô Hài Vân Bắc này em gọi cái hình này gọi là hình số 3 này. Hình này là hình số 3 nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 3 của em đang có đây. Hình số 3 đây ạ, đang có một cặp đôi hai cây Vân Bắc như này. Em bán cả cặp đôi này với giá chỉ 90.000 thôi, khá là lớn nhá. Thôi bán 80.000 đi cô chú anh chị. Hình bên này là hình số 4 này, hình này có tất cả là 4 cây Vân Bắc ạ. Xin phép em bán 120.000. Và hình số 2 hình này cũng có 4 cây, em bán 120.000. Và bên này đây là một cái cây rất là lớn mà cây mẹ con. Cây này em bán với giá là 80.000 nhá. Và bên này đây ạ, cũng là cái cây Lan Hài Dâu Xanh. Nhiều cô chú anh chị khi mà trồng những cây Lan Hài Dâu Xanh thì nói rằng là cái cây Lan Hài Dâu Xanh khó thuần đúng không ạ? Nhưng mà ở đây ạ, em đang trồng được những cái chậu Lan Hài Dâu Xanh mà hiện tại đang nụ nó rất là đang nụ và đang hoa rất là đẹp luôn rồi nhá. Đây cô chú anh chị ngắm cho em cái mặt bông Hài Dâu Xanh. Đó, cái nắp của nó này cô chú anh chị này, nắp trắng rất là đẹp như thế này. Đó, bông hoa thì cực kỳ là bền luôn, những cây Lan Hài Dâu Xanh. Và một cái vòi hoa Hài Dâu Xanh bao giờ cũng sẽ là một đôi hài như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Đúng chuẩn hài luôn, là hai chiếc hài như thế này luôn ạ. Đó, trên một vòi ba hoa sẽ là hai chiếc hài xinh đẹp như thế này. Thì ở đây em đang có những chậu Lan Hài Dâu Xanh này về cô chú anh chị chỉ việc treo và chơi hoa thôi ạ. Đó, mặt bông rất là xinh luôn như vậy. À, cái chậu Lan Hài Dâu Xanh này em gọi là cái chậu số 39 nhá. Với giá em đang để là 110.000 cho chậu này. Đương nhiên là cái hàng thuần bao giờ nó sẽ cao hơn cái hàng mà hàng cân một chút xíu. Nhưng mà với một cái chậu Lan Hài Dâu Xanh như thế này cô chú anh chị thấy là 110.000 là rất là rẻ rồi ạ. Đó, rất là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hoa này thì chơi đến khoảng tầm cả 2 tháng luôn ạ. Cô chú anh chị yên tâm cho em nhá. Hình tiếp theo hình 40. Chậu này thì hai vòi nụ luôn này cô chú anh chị này. Chậu này xin phép bán 130.000 hai nụ nhá cô chú anh chị nhá. 130.000 ạ, rất là đẹp ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 41 này. Với giá em bán là 130.000 ạ. Quá là đẹp cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 42. Chậu 42. Chậu này thì cái bản lá tròn rất là đẹp ạ. Chậu này hiện tại thì đang có một cái vòi bông thôi nhưng mà lá tròn rất là đẹp luôn. Và chậu này em bán 120.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 43. Chậu này cũng hai vòi bông. 120.000 cho chậu này. Và chậu số 44 ạ. Chậu này hiện tại em thấy là cũng đang có hai vòi bông đây nhá. 140.000 cho chậu này. Là hình 44. À, hình 44. 140.000. Cô chú anh chị lấy chậu nào thì báo em. Cây đảm bảo là thuần sẵn rất là khỏe và hoa đẹp như thế này rồi cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây lan điệp tím của vùng Cao Bằng ạ. Cái mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng trước đây siêu hot hit luôn cô chú anh chị ạ. Một cái mặt bông mà môi tuyết và cái môi tuyết và cánh hoa rất là sáng. Chính vì vậy mà cái mặt bông của điệp tím vùng Cao Bằng thì được rất là nhiều những anh chị chơi lan ưa thích. Và em nghĩ rằng là những cái bông điệp tím chắc chắn rằng sẽ mãi trường tồn với thời gian bởi cái vẻ đẹp của nó. Rất là rẻ luôn. Hình 45 này cô chú anh chị, chậu điệp tím vùng Cao Bằng hình 45. Giá là 100.000 nhá. 46 với giá 100.000. 47 với giá sẽ là 180.000 cô chú anh chị. Một cái chậu siêu khủng và sum suê như vậy. Và chậu số 48 với giá 80.000. Và chậu 49 với giá là 90.000. Và chậu 50 với giá là 70.000. Và chậu số 51, chậu này với giá sẽ là 160.000. À, chậu này thì có rất là nhiều ki trên thân. Và chậu tiếp theo, chậu số 52, chậu này với giá sẽ là 90.000. Chậu 53 với giá sẽ là 90.000. Chậu 54 với giá là 150.000. Đấy, những giò điệp tím vùng Cao Bằng. Sang bên đây sẽ là những cái chậu giáng hương đuôi cáo. Cáo thì em đang có một cái phần cáo rời duy nhất ở đây. Đang là bao nhiêu cây nhỉ? 11 cây em bán giá là 120.000 nhá. Cô chú anh chị mình có thể lấy cho em những cái tác phẩm cáo này. Những cái giò này thì sau này khi mà nở hoa thì chắc chắn là mê mẩn cô chú anh chị ạ. Cái chậu này là một chậu cáo xếp VIP nhưng mà không được chăm sóc nên là cái phần gốc của nó phần là hơi bỏ lá chân một chút xíu. Nhưng mà cây xếp cô chú anh chị chơi lan thì biết đây. Cái này thì bị đốm ở cái lá ngọn này một chút xíu, nhưng cô chú anh chị thấy là do nó thiếu ánh sáng thôi cô chú anh chị nhá. Thiếu ánh sáng quang hợp thôi nên là nó bị như vậy thôi ạ.
Về cô chú anh chị để đủ ánh sáng thì cây nó không làm sao. Chậu này em bán 270 nhá. Chậu rất là đẹp luôn. Chậu 30 đấy gọi là chậu 34. Chậu 35 hai ngọn lá xếp tuyệt vời luôn. 160.000 cô chú anh chị nhá. Và chậu số 36, chậu này 3 cây lá xếp 220.000. Chậu số 37, chậu này cũng là 2 cây lá xếp, quá là 3 cây lá xếp rất là đẹp luôn, với giá là 220.000. Và chậu bên này sẽ là chậu 38. Chậu này em bán 160.000 nhá cô chú anh chị nhá. Chậu này cũng 3 cây, 3 cây như vậy 160.000 ạ. Và bên này đây thì em đang muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là chè dây ạ. Cho cô chú anh chị nào đang cần tìm đến chè dây, đây là cái chè mà tự nhà em sao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cô chú anh chị thấy là tuyết rất là đẹp như này, lên tuyết rất là đẹp như vậy. Và 1 kg chè dây với giá là 100.000 nhé. Cô chú anh chị lấy nửa kg em cũng bán với giá là 50.000 cho nửa kg thôi. Cái chè dây thì rất là nhiều tác dụng luôn đấy ạ. Sang bên này thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho kg. Rêu rừng rất là sạch và đẹp luôn nhé. 50.000 cho 1 kg. Dớn vụn 40.000 cho 1 kg. Dớn bảng kích cỡ 13-30 với giá 50.000 cho 15.000 một bảng. Kích cỡ 20-30 với giá là 18.000. Và kích cỡ 20-40 với giá là 22.000. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho 1 cặp. Atonic 12.000 cho một gói này. Xúc thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Dưỡng chất AB 80.000 cho một lọ. B1 thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 50.000, siêu da dễ N3M 30.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm ống kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, đặc trị côn trùng với giá 70.000. Và Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi, dây buộc lan chiều dài 100m, dao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp đã qua xử lý, nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 một kg một túi như vậy. Và bên này là phân dê đã qua xử lý nhá, cung cấp giá trị dinh dưỡng trong thời gian rất là lâu bởi vì nó tan rất là chậm ạ. Với giá là 18.000 một kg. Bên này em vẫn có tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hiện tại bên em đang có đấy ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Cô chú anh chị cùng em nhìn lại một lần nữa những cái cây giáng hương đuôi cáo, những cái lô gà rất là đẹp và những phần lan kiều mỡ gà. Rất là nhiều những dòng lan hài đang đẹp và xuất sắc để cô chú anh chị với giá rất là yêu thương. Cô chú anh chị cũng có thể sở hữu những cây lan đẹp tuyệt vời trên sân vườn của nhà mình ạ. Xin phép được một lần nữa được cảm ơn cô chú anh chị ạ.